rồi thì sẽ xa sau ngày mai, nên em chưa có muộn phiền để phung phí tháng ngày xuân xanh. Xin em hãy sống vì mình và hãy sống vì những người yêu em, quên đi quá khứ bằng những nụ cười để đau đớn tan vào yêu thương. Đời người đâu ai chưa từng vấp ngã, có phải đâu nào riêng em. Hãy đứng lên đi em, hãy sống cho ngày mai. Vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước, hạnh phúc vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Rồi thì em sẽ thấy nắng sớm mai xua tan màn đêm. Rồi thì em sẽ thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều để em khát khao. Nào gạt đi nước mắt, ngước lên em hãy nhìn trời xanh. Con đường phía trước vẫn đang chờ em khám phá những ước mơ. Đừng buồn nữa nhé em từ đây. Vô đi. Chắc các cậu đang thắc mắc vì sao tôi lại mời các cậu lên đây phải không? Có một số người viết đơn phản ánh các cậu thường xuyên quấy rối. Các cậu coi đi. Em nghĩ có thể là do hiểu lầm. Tính em trước giờ hay sợ lỡi, vui vẻ nên rất dễ hiểu lầm là có ý đồ này nọ. Đúng rồi đó anh. Nhiều lúc tụi em chỉ là vui đùa thôi, chứ có sàm sỡ ai đâu. Còn em thì chỉ làm theo trách nhiệm của mình. Nhiều lúc người ta ghét, người ta đổ oan cho em thôi. Tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ ra như thế nào, nhưng họ đã lên đây phản ánh rất nhiều lần, buộc lòng tôi phải tin là chuyện đó có thật, nên tôi nhắc nhở các cậu. Là gì anh? Cậu có cần thiết phải biết điều đó không? Với lại tôi muốn trong công việc mọi người phải thoải mái hợp tác với nhau, chứ không bị ép buộc bằng bất cứ hình thức nào. Nói vậy là anh không tin tụi em sao? Đó là chuyện khác, nhưng tôi mong ba người hiểu cho. Bây giờ tôi chỉ nhắc nhở thôi. Nhưng nếu mà tôi còn nhận được đơn tố cáo một lần nữa thì các cậu sẽ bị kỷ luật nặng đó. Các cậu hiểu chưa? Dạ. Có thể là hiểu lầm thôi anh. Tụi em sẽ rút kinh nghiệm. Thôi được rồi, các cậu về làm việc tiếp đi. Chào anh. Chào anh. Trinh. Ủa anh hai. Em đi đâu giờ này mới về? Hôm qua em đi đâu? Thì em qua nhà bạn em. Có gì mà anh làm dữ vậy? Bạn nào? Bạn mới quen. Bạn mới quen mà dám qua đêm ở nhà người ta hả? Lỡ có chuyện gì thì sao? Anh nói cứ như mấy chị trong phòng vậy đó. Em lớn rồi chứ bộ. Anh đi mà lo việc của anh đi kìa. Chuyện của anh là chuyện gì? Biết bao nhiêu cô mà anh không yêu lại đi yêu chị Nụ. Chị Nụ vừa xấu vừa khó tính nữa. Không biết má có chịu cho anh cưới không nữa. Em không biết gì á thì đừng có nói. Em nói không đúng hả? Em thấy anh với chị Khánh là xứng đôi hơn. Chị vừa đẹp vừa hiền, ai như chị Nụ vừa xấu mà vừa khó tính. Hỏi chút là càm ràm dù em đi chơi.
Thôi đừng có đánh trống lảng nữa, em mà còn đi qua đêm nữa là chết với anh đó. Thôi vô nhà đi, anh đi làm. Cô làm ơn cẩn thận hơn đi, đừng có để hàng bị lỗi nữa. Cái này là bên bao bì chứ không phải là lỗi của chuyện em đâu. Ừ, tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Chứ ai không biết mấy cô có quản đốc đứng đằng sau lưng chống lưng. Nói gì mà mày bực bội quá vậy? Tụi nó chảnh chẹ lắm, tao nói mà tụi nó còn dám cãi nữa. Thì có ông Thuấn hậu thuẫn mà mày. Tụi mình mà sợ hả? Cái gì không ăn được thì phải phá cho hôi chứ. Hiểu chưa? Được. Bao nhiêu cô mà anh không yêu lại đi yêu chị Nụ. Chị Nụ vừa xấu vừa khó tính nữa, không biết má có chịu cho anh cưới không nữa. Em nói không đúng hả? Em thấy anh với chị Khánh là xứng đôi hơn. Chị vừa đẹp vừa hiền, ai như chị Nụ vừa xấu mà vừa khó tính. Vào đi. Mời ngồi. Cô suy nghĩ lại rồi hả? Ông nói được thì phải làm được. Tôi muốn vết sẹo này phải biến mất mãi mãi. Mời cô ngồi xuống đây ký hợp đồng. Hợp đồng gì? Là giấy nhập viện, với lại đơn cam kết cô tự nguyện chữa trị, và sau đó là tự nguyện. Nhưng mà điều này không có trong hợp đồng. Tự nguyện, nhưng không thể khác được nữa rồi. Tôi cũng không thể chịu đựng được cái khuôn mặt của mình như vậy lâu hơn nữa. Ừ, nên tôi chấp nhận hứa với ông là sẽ tự nguyện. Ông làm đi. Ok.
Ủa chị cho hỏi thăm chút. Nói nghe. Hả? Gì vậy? Ở đây nè. Có nhỏ nào tên Khánh không? Gái á. À, Khánh quê Tiền Giang chứ gì? Đúng rồi. Tôi gì nó nè. Tên Khánh. Bà gì gì đó hả? Nó ở đây nè. Ở đây hả? Dẫn tôi vô cái. Đi dẫn vô. Phòng nào? Đây, từ. Bay ơi. Trinh ơi. Ra gì hỏi cái này. Dạ. Không phải. Nè. Chuyện gì vậy Di Năm? Trinh nè. Cái chị này chỉ nói chỉ là dì của con Khánh ở dưới quê lên. Bà đứng lớn ngớ ngoài cổng từ nãy giờ á. Cũng may là gặp dì chứ không thôi là không biết đường vô rồi. Dạ con chào dì. Con ở chung với con Khánh nè. Nó có nhà không? Cho dì gặp nó một chút đi. Nhớ quá trời nhớ luôn. Dạ chị Khánh đi làm rồi dì. Chiều tối chị mới về. Vậy hả? Hay là dì vô phòng nghỉ đỡ đi. Chừng nào chị về rồi gặp. Vậy cũng được. Mà nói nghe, lấy giùm dì miếng nước đi. Khát nước quá. Nãy đi ở ngoài bến xe khát muốn chết mà đâu dám uống. Sợ là nó bỏ thuốc mê. Nó lấy hết đồ sao? Dạ vậy dì vô nhà đi để con lấy cho. Vô đi, quê mùa thấy ớn. Mà nói nghe. Hả? Cảm ơn nha. Không gặp chị tôi mới đừng vô. Cảm ơn nha. Có gì đâu, vô nhà nghỉ đi. Trời. Dì Năm. Nè. Con nhớ nhắc thằng Khánh nha. Nếu mà dì nó ở á, phải đóng thêm tiền cho dì nữa. Dạ con biết rồi. Nhớ nha. Ôi trời đất. Vô lấy nước giùm dì cái. Dạ. Nè ơi, cái nhà gì mà nó chật mà nó nóng nó quỷ vậy sao ở trời. Dạ dì uống nước cho khỏe. Nuôi gà đi ha. Đất thành phố mà dì, tụi con ở riết cũng quen à. Trời ơi, dì tưởng đâu nó lên Sài Gòn làm có nhiều tiền. Nó mướn luôn cái biệt thự, có hồ bơi, có máy lạnh, ở cho nó sướng. Vậy sao ở được? Dì nó giỡn hoài à. Làm công nhân, lấy đâu ra nhiều tiền mà mướn nhà bự, nhà có máy lạnh mà ở. Đủ ăn là may lắm rồi đó. Thiệt hả? Dì ăn mì gói không? Con nấu luôn cho. Nấu đi. Sáng giờ chưa ăn gì hết trơn. Trời, nấu cho dì gói mì bỏ hột gà vô nha. Thôi hai gói đi, đói lắm. Không có hột gà hả? Thôi kệ. Dì ăn đỡ đi nha. Dì ăn rồi ở đây chờ. Tới chiều là chị Khánh về à. Trời ơi, ở đây nguyên ngày á. Nóng gì là tới chiều thành heo quay luôn á. Hay là như vậy đi dì. Hôm nay anh con được nghỉ làm. Con qua nói anh con chở dì lên chỗ chị Khánh làm. Coi cho biết nha. Thôi vậy đi. Trời ơi, chứ ở nhà nguyên ngày mà ở trong vậy chắc tao chết á. Ra đường cho nó thoáng. Dì ăn đi nha, để con đi gọi anh con. Đi rảnh ghé mua hộp gà nghe. Dạ. Khánh làm đây hả? Phải không? Dạ, đúng rồi chị. Sao vắng tanh nè? Tôi có thấy ai đâu ạ? Bây giờ đang về làm việc mà chị. Vậy hả? Chừng nào nghỉ trưa mọi người mới được ra ngoài. Vậy hả? Chị chịu khó đứng chờ ở đây đi. Ủa, mà chị bị gì vậy? Bị gì? Sao chị cầm cẩm gì vậy? Cầm, cột cho nó ngộp thở không được. Thôi, để con hỏi bảo vệ coi sao. Anh bảo vệ ơi.
À, chào anh làm ơn cho tôi hỏi cô Khánh làm ở đây phải không? Chừng nào mới tới giờ nghỉ trưa vậy? Tôi không biết, đừng có làm phiền. Hai người tránh ra, cho xe vô kìa. Dì ơi, hay là mình về đi dì. Khoan, chưa đợi ở đây biết Khánh có ra hay không. Chờ chút, cậu vô hỏi cái đó, cái ông ngồi trên xe mà mặc đồ quết á, làm gì ở đây vậy? Ông là giám đốc đó. Giám đốc hả? Ờ. Tên gì? Nguyễn Quốc Khánh, chủ xí nghiệp này. Mà bà hỏi để làm gì? Nguyễn Quốc Khánh à? Nó đâu phải tên Nguyễn Quốc Khánh. Nó họ sợ tên Khanh mà. Ủa, có chuyện gì không gì? Mày chở gì ra bên xe? Nhanh. Dạ. Lẹ. Dì, sao dì kêu con chở ra bến xe gấp vậy? Bây giờ xe nhiều chuyến lắm, không phải xếp hàng chờ đợi như ngày xưa đâu. Bộ có chuyện gì gấp hả dì? Biết rồi, nhưng nhà có chuyện phải về gấp. Sao dì không chờ gặp Khánh rồi hãy về? Khánh mong dì lắm đó. Thôi, mai mốt gặp cũng được. Chứ gặp bây giờ hai dì cháu mỗi người nói đàn, hư chuyện của tôi hết. Ủa, gì mà nghiêm trọng vậy dì? Có chứ, nhưng mà người ngoài biết không có được. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường là không có nên. Lẹ đi. Dạ. Rồi. Xuống. Nè, đi về đi. Dạ, đi nghe. Về. Em không bỏ anh được đâu. Em bắt mới gì bỏ không được? Bộ mày mang nợ nó mà dứt ra không được hả? Em lỡ Ê, nói thiệt coi, dính bầu hả? Dính bầu rồi phải không? Trời ơi, nó mừng quá. Nó có vợ rồi mà tại sao để dính bầu với nó là sao? Sao đi nè? Đi vậy ta? Đứng dậy. Đi. Đi đâu vậy chị? Trời ơi, thì đi tới gặp thằng đó, nói mọi chuyện cho nó rõ ràng. Chứ bộ bây giờ mày tính để yên cho nó vậy hả? Không, đừng mà chị hai ơi. Em xin chị, chị đừng có làm lớn chuyện lên như vậy. Em không muốn làm anh khó xử. Trời đất ơi, như vậy rồi mà mày còn lo giữ thể diện cho nó nữa là làm sao? Bộ mày muốn cả nhà này mang nhục gì mày hả? Em xin chị mà. Chị cứ để cho em tự giải quyết được không chị? Trời ơi con này, mày đúng là mày mờ mắt gì yêu rồi. Biết nó có vợ con rồi mà sao còn ngu quá vậy hả? Ui. Chị hai. Chị hai, em muốn nhờ chị giúp em một chuyện. Ừ, nói đi chị làm cho cưng. Em muốn chị kêu anh Khánh tới đây cho em gặp mặt, được không chị? Trời ơi, giờ này mà còn muốn gặp cái thằng Sở Khanh đó làm cái gì? Em chỉ muốn nói cho anh biết, em đã xin cho anh một đứa con gái. Nếu em không qua khỏi thì anh còn có trách nhiệm lo cho con của em. Chị giúp em đi chị hai, chỉ một lần này thôi.
Thôi được rồi, em nằm đây chờ chị nha. Để chị chạy đi, chị kêu nó về cho em gặp nha. Chị hai. Chị nè, nếu em có bệ gì, chị chăm sóc đứa nhỏ giùm em. Chị biết rồi. Nó là một đứa trẻ bất hạnh, không cha không mẹ ngay từ khi mới chào đời. Em xin anh chị hãy coi nó như con gái của mình mà thương lấy nó. Ừ, chị biết rồi, em không phải nhắc. Dù gì nó cũng là cháu của chị mà. Em nghĩ đi, đừng nói nhiều sẽ mệt thêm á. Em ngủ đi, ngủ đi. Lúc này em mà không nói thì e lại không còn cơ hội nói nữa. Chị hai, em xin lỗi chị. Thời gian qua chắc chị buồn em nhiều lắm thôi. Em đừng có nói nữa, mấy chuyện đó chị quên hết rồi. Em ngủ đi, ngủ đi cơ nha. Cảm ơn chị đã thương yêu em. Tiếc là em không thể sống để báo đáp công ơn của chị. Em yên tâm, chị ở đây nè, đừng có lo nha. Ngủ với cưng, chị ở đây với cưng nè. Thúy ơi, Thúy ơi, Thúy ơi, Thúy ơi, đừng bỏ chị cưng. Thúy ơi, đừng bỏ chị. Thúy ơi, Thúy ơi, Thúy ơi, Thúy ơi, Thúy ơi. Tao sẽ bắt mày phải trả món nợ 18 năm trước mày đã vay của chị em tao. Đồ chết bầm. Nụ à, đây là những phút giây quan trọng đối với em đó. Để anh tháo băng nha. Ráng chịu đau chút đi em. Rồi. Đừng em à. Em xem đi. Ê, đừng. Sao? Em vừa ý không? Đừng em. Thế nào? Anh đã làm điều em muốn rồi. Em muốn sao là được vậy đó. Còn điều em hứa với anh thì sao? Anh không những mang lại sắc đẹp cho em, mà anh còn có thể mang lại cho em mọi thứ mà em muốn. Nhà cửa, xe cộ, em muốn cái gì anh sẽ cho em cái đó. Ai mua tàu hũ không? Tàu hũ nào?
No. Em đang suy nghĩ gì vậy? Anh nói có thiệt không? Có thiệt là em thích gì anh cũng chiều em hết phải không? Tất nhiên rồi. Nếu em đồng ý làm người thương của anh thì anh sẽ không để cho em thua kém bất kỳ ai đâu. Em nằm xuống nghỉ đi. Nằm xuống đi em. Nghe nói chán chồng này quá định đi luôn mà sao còn vác mặt về nữa? Thì cũng tính đi luôn rồi, nhưng mà điều á, tôi đã nghĩ ra cách chuộc lại căn nhà này rồi, cho nên tôi về để lấy lại căn nhà của tôi. Ban ngày mà nằm mơ trời, tiền không có một xu mà đòi chuộc nhà. Ông đừng có mà khi dễ tôi. Ông biết tôi lên Sài Gòn tôi gặp ai không? Ai? Nói cho ông té ngửa chơi nè. Gặp ba con Khánh. Bà nói gì vậy? Tôi nói là tôi gặp thằng Khánh. Tôi gặp ba con Khánh ở trên Sài Gòn á. Thằng đó bây giờ là giám đốc ở trong cái xí nghiệp mà con Khánh nó đang làm. Trời đất ơi. Vậy là con Khánh nó nhận ra thằng khốn nạn đó rồi hả? Hèn chi mấy tháng nay nó không thèm ngó tới cái mặt tôi, cái mặt bà. Trời, ông nghĩ sao mà con Khánh nó nhận ra thằng cha nó? Từ hồi mà con Khánh đẻ ra tới giờ, nó có nhìn thấy mặt thằng cha nó lần nào đâu mà nhận ra. Ừ ha. Rồi giờ bà tính làm sao? Tôi nhất định không để cho cái thằng Sở Khanh nó sống yên ổn đâu. Nó phải chịu trách nhiệm về cái chết của con em tôi. Nhưng bằng cách nào? Tôi có cách đòi lại tất cả. Đòi cả vốn lẫn lời luôn. Có đòi được cả vốn lẫn lời hay không, hay là mất cả chì lẫn chài? Ông yên tâm đi ha. Tôi khôn hơn ông nhiều. Hy vọng là bà khôn. Lấy được con vợ khôn á, thằng chồng cũng được nhờ chứ. Chứ thiệt hại gì đâu mà không nhận là vợ mình khôn. Mình cũng quay lắm mới nhờ được vợ khôn chứ. Nếu mà mình giỡn á, thì nhân cơ hội này vợ mình bỏ đi lấy trai đã lâu rồi. Trời ơi, nếu mà có trai nào mà nó chứa tôi là tôi cũng bỏ đi rồi. Về đây làm chi? Nói được câu khôn rồi nôn ra câu dại. Đúng là đàn bà. Có sao nói vậy thôi. Tèo tèo. Dạ. Vô đây nghỉ mệt chút đi. Dạ được rồi. Nè, uống nước đi rồi hãy làm tiếp. Dạ. Trời ơi, mệt lắm hả? Sao mồ hôi ướt hết vậy? Kha, mệt quá chị ơi. Làm tiếp đi. Thằng Tèo nó mệt, để nó nghỉ chút xíu rồi nó làm tiếp. Dạ. Nè, hôm mấy Tèo mới vô làm, nhưng mà Tèo hiểu ý Hường nhất đó. Chứ từ trước tới giờ á, Hường tuyển mấy đứa vô làm toàn thứ vô ơn bạc nghĩa không à. Vậy hả vậy?
Anh Kha. Dạo này anh Kha thấy có lạ không anh Kha? Chuyện gì tèo? Thì chuyện bà chủ đó. Mấy bữa nay không biết làm sao mà bà đối xử tốt với em ghê luôn. Thì có gì đâu. Thì bà chủ đối xử tốt với người làm công như mình bình thường, có gì đâu lạ. Không có đâu. Bữa giờ em vô làm đây có thấy bà tốt với em gì đâu. Lúc nào cái mặt bà cũng nhăn nhăn, nhó nhó, bực bội. Vậy hả? Mà chỉ có mấy bữa nay em mới thấy lạ thôi. Chắc tại bà chủ thấy cậu làm việc nhiệt tình nên bà thương. Thôi, lo ăn đi, cậu làm tiếp, nhiều chuyện quá. Chắc vậy á. Tới rồi nè. Tụi bay vào nhà đi. Ủa? Nhà cửa gì bé như cái lỗ mũi vậy? Phải tìm chỗ khác mới chơi thoải mái được. Tụi bay đợi tao chút nha. Tao vô tao bận áo cái. Mấy anh ơi, cho em đi qua chút xíu. Ê, nhìn ngó mày. Ừ. Công nhận gái ở đây nhìn cũng được quá ha. Ừ. Được cũng không tới lượt ông đâu nha. Tôi có vợ đó. Phải nói là thằng Thắng khéo chọn chỗ ở thiệt. Chắc tao cũng phải đăng ký một phòng để ngắm cho nó đã mày. Ông cứ làm như con gái đây quý báu lắm vậy. Vậy thì đừng có đi chung với tụi tôi nữa. Sao ông không đi chung với con nhỏ đó đi? Đi thôi tụi bay ơi. Đi em. Thôi kệ, ráng chịu một chút. Ai kêu nó mướn nhiều tiền hơn mấy đứa kia làm chi vậy? À, chị, em thấy chị Lan làm trong chuyện của mình, chị cũng dễ thương quá ha chị. Ủa, anh Nhân. Em chào anh. Sao anh tới sớm vậy? Hai em làm gì lâu dữ vậy? Anh đứng chờ mỏi chân lắm rồi đó. Có chuyện gì vậy anh? Cũng không có gì. Anh chỉ muốn chở em về nhà ăn cơm với má anh thôi. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Vậy là về nhà ăn cơm với má thôi mà. Chứ không có gì đâu chị. Chị đừng có lo quá. Em nghĩ là khi yêu mình phải có đủ can đảm để vượt qua được tất cả chứ, đúng không? Em ủng hộ hai người mà. Vậy em lấy xe chị về. Đi đường nhớ cẩn thận. Dạ. Anh về nha Khánh. Dạ. Em à, bây giờ còn sớm, hay là mình đi uống nước một chút rồi mới về ăn cơm với má nha. Của chị nè. Em giao chị cho anh đó nha. Em về à. Chị đi nghe. Em yên tâm đi, không có sao đâu.
Má, tụi con về rồi má. Ừ, dạ, con chào bác ha. Thôi hai đứa lên nhà trên đợi đi. Dạ. Khi nào làm xong cô nhớ dọn lên nha. Dạ. Dạo này công việc của con thế nào rồi Thơm? Dạ, cũng bình thường thôi bác. Con có muốn qua siêu thị của bác làm không? Bác muốn con tập làm quen công việc của siêu thị. Dạ, con sợ con không có kiến thức nhiều. Con sợ là không có đảm đương được công việc đó bác. Con đừng có mặc cảm quá, rồi đánh mất cơ hội của mình. Nghề gì cũng bắt đầu từ nấc thang đầu tiên cả. Quan trọng là mình có chịu học hỏi hay không thôi. Trước đây ba thần nhân mất, bác cũng có biết gì đâu. Nghề dạy nghề mà con. Má của anh nói đúng đó. Em cứ làm thử đi. Có gì không hiểu thì má anh chỉ cho. Nhìn vậy chứ má anh giỏi lắm đó. Nhưng em... Bác chỉ nói vậy thôi. Khi nào con thật sự muốn làm á, con nói với bác một tiếng. Như vậy con yên tâm chưa? Dạ, con cảm ơn bác ạ. Còn con đó, con phải ráng học hỏi, học nhiều kinh nghiệm để sau này làm việc cho tốt. Con đừng có mê chơi nữa, ráng tập trung vào công việc. Sau này má mới yên tâm giao lại siêu thị cho con được, con hiểu chưa? Dạ, con biết rồi má. Có Thơm, con làm gì cũng được hết trơn á. Chạy hả? Các người làm gì vậy? Tưởng dựa vào thằng Thuấn thì tụi anh sợ hả cô em? Hai người muốn gì? Muốn dằn mặt thằng Thuấn được không? Nó tự nó là ai chứ? Cũng mở tù mở ra cho tụi này thôi. Vậy mà cũng bị đặt lên mặt hả? Hai anh đừng có làm bậy nha. Nếu mà giám đốc biết được chuyện này á, hai anh bị đuổi việc chắc luôn á. Nếu mà có chuyện này xảy ra đi nữa thì anh biết chắc là cô em sẽ không tiết lộ cho ai biết đâu. Dám chửi tụi anh là đồ khốn nạn hả cô em? Được, vậy thì bữa nay anh sẽ cho em biết mùi vị của tình khốn luôn. Nằm xuống đi. Buông ra. Tao không buông thì sao? Mày làm gì được tao? Thì ra là tụi mày hả? Anh Thuấn, cứu em. Hai người muốn gì hả? Cô ấy có làm gì đâu mà tụi bay làm vậy? Hả? Tụi tao làm vậy cũng tại mày đó. Đã từng ở cơm tù mấy năm liền, bây giờ vì một đứa con gái mà trở mặt với anh em như vậy hả? Tại hai đứa làm mày. Ra tù khó khăn lắm mới có việc làm. Đáng lẽ hai đứa phải biết quý trọng chứ. Đằng này hai đứa là làm mày. Mày đừng có nói nhiều. Từ ngày mày lên làm quản đốc, tao với mày không còn anh em nữa. Giờ tụi tao không hả nói ra. Mày tính làm gì tụi tao? Buông đi ra. Không. Vậy luôn. Không buông đó. Đây. Mày. Tao cảnh cáo mày. Tự nhiên không được như vậy nữa kia chứ. Anh Thương, đừng có về hậu kìa. Mày. Anh Thương. Nó chết là tiêu đó. Để lại. Trời ơi, má người ta giết người. Má người ta giết người. Má người ta giết người. Anh ơi, có ai cầu cứu tôi với? Cứu với. Anh ơi, cứu tôi với. Ê, có chuyện gì kìa mày? Anh ơi, cứu tôi với. Có sao không anh? Đưa anh đi bệnh viện đi. Ừ, nhanh lên. Để lên. Giữ anh nha, để tao chạy xe cho. Ừ. Từ từ. Ừ.
Bác sĩ, anh có bị nặng không bác sĩ? Tôi phải vô trong coi mới biết được. Cô cứ ở đây chờ đi. Dạ, trong sự và bác sĩ à. Chúng tôi sẽ cố gắng. Tao ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.